Bây giờ em sẽ dắt cô chú anh chị mình đi một vòng để xem tỏi và củ hành nha. Đây là tỏi nè cô chú anh chị. Cái củ hành nó lồi lên luôn nè. Những cái cây mà nó có bông cao cao gì nè. Đó, nó có bông cao cao, thấy chưa? Những cái cây này là củ hành đực nha. Nghìn tiền hàng như vậy đổi cái tiền Việt Nam của mình là sẽ được 18.500. Cái miếng củ hành này ta nói toàn là hành đực không à. Người ta đang chạy mấy cày để mà xới củ tỏi lên nè cô chú anh chị, thấy chưa? Ở bên Hàn Quốc á, trồng dưa leo là mình không có làm vàng đâu nha cô chú anh chị ơi. Cứ một cây dưa leo như vậy á, là mình sẽ buộc một cọng dây rồi mình kẹp vô. Những cái này của nó nè, cái bơi của nó nè, là mình sẽ nhổ bỏ hết. Đây, cái này là mình bỏ hết. Đó. Rồi cha sẽ lấy cái kẹp cho kẹp đi đây. Là cây dưa mình sẽ đứng thẳng lên luôn. Hái một ngày mấy tấn dưa leo luôn á. Nó có con trái bự bự rồi đó mà không biết nó đậu hay không đây. Xin chào. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh YouTube của em nha. Bây giờ bên Hàn á, bên ngoài trời đã ấm rồi cho nên em với cha với mẹ ruột của em á, ba người hôm qua cùng nhau bưng cái cây ổi này đem ra ngoài này nè để cho nó mát á cô chú anh chị. Bây giờ cây ổi nó đang cho trái á, trái nhỏ nhỏ bi lớn đây nè. Chắc một thời gian nữa nó mới bự. Hôm nay á, em sẽ dắt cho cô chú anh chị mình đi một vòng chỗ em ở để xem tỏi với củ hành nha cô chú anh chị. Ở bên Việt Nam á, thì có trồng tỏi nè. Còn củ hành hình như là em chưa có thấy bên Việt Nam mình trồng củ hành á. Cô chú anh chị mình biết không, ở bên Hàn Quốc á, chỗ em sống á, là nguyên cái vùng này luôn. Người ta chỉ có trồng mỗi là tỏi với củ hành thôi à. Bây giờ em sẽ dắt cô chú anh chị mình đi một vòng để xem tỏi và củ hành nha. Đây là tỏi nè cô chú anh chị. Cái này á, người ta đã cắt cái cây tỏi hết rồi. Ngày mai á, người ta sẽ đem mấy cày lại, người ta xới củ sẽ dăng lên hết luôn. Rồi người ta sẽ mướn rất là nhiều người để đi lụm những củ tỏi đó đó, đựng vô trong mấy cái bao giống gì nè cô chú anh chị. Rồi người ta sẽ chở lên xe đem đi căng á. Chỗ em ở thì chỉ trồng tỏi với củ hành thôi. Ở bên Hàn á, đang vào mùa đi nhổ tỏi, nhổ củ hành đó cô chú anh chị. Phía trước cô chú anh chị thấy người nhóc chân không? Cái đó là người ta chuẩn bị lên xe đi về á. Tại vì bên Hàn hiện tại là 5 giờ rồi. Thường thường á, mình đi làm đồng á, sẽ làm từ lúc 7 giờ cho tới 5 giờ chiều nha cô chú anh chị. Đây, đây là củ hành nè cô chú anh chị thấy chưa? Những cái cây cao cao gì nè, nó có bông á, cây đó là cây hành đực. Cái đám hành này á, là tốt quá trời tốt luôn. Nguyên cái khu vực em sống á, có cái đám hành này là nó tốt thấy sợ luôn nè. Một hồi em dẫn cô chú anh chị mình lại đằng kia kìa, có cái đám củ hành đó nhưng mà toàn là củ hành đực không à. Đây, những cái củ hành đực cao cao giống vậy nè, người ta sẽ nhổ bỏ hết à, không có bán được đâu. Đây cô chú anh chị mình thấy chưa, cái củ hành nó lồi lên luôn nè. Đó, cái này là củ hành cái, nó sẽ nằm xuống như nè cô chú anh chị. Còn kế bên của nó đây, đó, những cái cây mà nó có bông cao cao gì nè. Đó, nó có bông cao cao thấy chưa. Những cái cây này là củ hành đực nha cô chú anh chị. Thường thường khi mà người ta thu hoạch củ hành, những cái cây hành đực giống như vậy nè, người ta sẽ nhổ bỏ đi nha, chứ không có bán cô chú anh chị ơi. Rồi kế bên là miếng tỏi nè cô chú anh chị thấy chưa. Người ta đã đào củ dăng lên hết rồi nè. Đó, ngày mai người ta sẽ cho người lại đây để mà lụm vô bao rồi đem về nhà. Đó, hai cái chạy của em chỗ này nè cô chú anh chị. Cái đường này á, chỉ có hai chạy duy nhất thôi à. Một chạy là của nhà em, một chạy là của cái bà bạn á, đầu đường đó cô chú anh chị thấy chưa. Đó, chỉ có hai chạy duy nhất thôi. Phía xa xa bên đó đó cô chú anh chị đó, người ta đang chuẩn bị để mà xây thêm một cái chạy nữa rồi. Chắc sắp tới sẽ vui lắm đây. Ở bên Hàn Quốc á cô chú anh chị, mình đi nhổ tỏi một ngày như vậy á, người nam sẽ được 160.000, còn người nữ sẽ được 140.000. Hai vợ chồng làm như vậy á, một ngày sẽ được 300.000. Đó là giá của tuần trước á cô chú anh chị, rồi tuần này thì em nghe nói là giá đã lên rồi á. 300.000 có nghĩa là tầm khoảng nghìn tiền hàng như vậy á, đổi cái tiền Việt Nam của mình là sẽ được 18.500, là tương đương với 5.500.000 cho một ngày làm của hai vợ chồng á. Em có đăng lên em nói vậy á, cái có nhiều anh chị em mình không có biết gì hết trơn á, thì nghe em nói thì nghe đi. Tại vì người ta sống ở bên đây, người ta trải nghiệm, người ta là người thật việc thật, người ta nói nghe mà mấy anh chị cứ nói em nói dốc không à. Nhiều khi cái cũng không biết sống sao nữa. Mình nói thiệt á, người ta không tin, người ta đi tin những người nói dốc. Để em đi lại đằng kia, em quay cái miếng củ hành đó cho cô chú anh chị mình xem ha. Nguyên cái miếng củ hành rộng lớn luôn á, nhưng mà toàn là hành đực không à.
Chắc cái ông chủ của miếng củ hành này năm nay chắc lỗ tuột quần luôn rồi. Tại vì toàn là hành đực không à. Tới nè cô chú anh chị. Đây. Đó cô chú anh chị thấy chưa? Nguyên cái đám củ hành luôn. Nhưng mà toàn là hành đực không à. Nhìn không biết là tưởng đâu người ta trồng củ hành để mà lấy giống không á. Quá trời hành đực luôn. Đây cô chú anh chị mình thấy chưa? Cái miếng củ hành này ta nói toàn là hành đực không à. Quá trời hành đực luôn. Những cái miếng như vậy chủ ruộng sẽ lỗ luôn cô chú anh chị. Tại vì những cái củ hành đực này á, người ta nhổ người ta sẽ giục bỏ hết trơn. Cô chú anh chị người ta không có lấy đâu. Cái củ nó rất là nhỏ luôn. Đây nè, người ta giục bỏ nè cô chú anh chị thấy chưa? Đó, những cái củ nhỏ nhỏ này là củ hành đực á. Mình ăn cũng vẫn được nhưng mà để lâu thì sẽ không được. Với lại cái củ nó cũng nhỏ nữa. Cho nên người ta giục bỏ hết trơn à, người ta không có đem về. Để vài bữa nó khi nào mà người ta có nhổ cái miếng đất này á, các em sẽ rủ cha với mẹ ruột của em đi móc củ hành nha cô chú anh chị. Quá trời cái đám củ hành này luôn rồi. Cái này là buồn của ông chủ ruộng luôn nè. Chồng mà sao mà nó lên toàn hành đực không vậy không biết nữa. Lỗ luôn rồi. Nhìn đẹp thay cô chú anh chị. Nhìn như là cái vong vậy đó. Mà mắc cười một điều gì nè. Thường thường á thì những cái cây cái người ta mới chỗ bông. Mà củ hành nó là hành đực nó mới chỗ bông nha cô chú anh chị. Còn củ hành cái thì nó sẽ không có chỗ bông. Những cái cây mà nó nằm xuống đất gì nè, đó đó, mấy cái cây mà nó nằm bẹp xuống đất á là những cây đó là củ hành cái. Còn những cái cây nó đứng lên gì nè, nó chỗ bông là hành đực nha cô chú anh chị ơi. Người ta đang chạy máy cày để mà xới củ tỏi lên nè cô chú anh chị thấy chưa? Đó, người ta đang chạy máy cày để xới tỏi lên đó. Đó, mấy cái này người ta xới lên rồi nè. Vài bữa á người ta cũng sẽ mướn người để mà đựng vô trong những cái túi đen đen giống vậy đó cô chú anh chị. Rồi người ta sẽ chở về nhà. À. Em sẽ dắt cô chú anh chị mình đi thăm cái trại dưa leo của em nha. Dưa leo mình trồng cũng gần một tuần lễ rồi. Để coi hôm nay nó lớn được bao nhiêu nha. Đây. Hôm nay cha với mẹ em đang đi kẹp dưa leo luôn cô chú anh chị ơi. Mẹ em đang kẹp dưa leo nè cô chú anh chị. À, hôm nay mẹ kẹp dưa leo đó. Ở bên Hàn Quốc á, chậm dưa leo là mình không có làm vàng đâu nha cô chú anh chị ơi. Cứ một cây dưa leo như vậy á, là mình sẽ buộc một cọng dây rồi mình kẹp vô. Chừng nữa cái cây dưa leo đó nó lớn nó sẽ đu theo cọng dây đó nó lớn luôn. Đu theo cọng dây nữa lên. Đó cha phía đằng trước kìa. Ủa sao cha làm vòng bên đó rồi mẹ cũng làm vòng bên đó? Bên đó rồi sao qua tiếp hả? À là cha làm phía ngoài làm vô ha. À. Đó, mẹ kẹp lên vậy đó. Kẹp lên cho đứng cái cây dưa lên á. Để thôi nó ngã. Nhanh hay mẹ. Cây dưa bây giờ nó bắt đắt rồi đó. Từ đây sắp tới là nó sẽ nhanh lớn dữ lắm luôn. Cha em kìa. Xin chào cả nhà. Hôm nay kẹp dưa cả nhà ơi. Đó, hôm nay cha với mẹ kẹp dưa. Hổm trọng nay kẹp cho lên dây nè cả nhà. Màu bắt hay chăng? Mới đây mà bắt lắm. Không có làm vàng đâu nha cả nhà. Kẹp dây rồi cho đeo dây lên hoài hoài ăn hoài nào mấy thì cắt dây bỏ. Cắt dây bỏ hả? Chứ không có làm vàng làm véo gì chứ. Từ đây sắp tới là nó mau bắt đắt dữ lắm. Đây, những cái trái nó nằm sát ở dưới đây gì nè cô chú anh chị thấy chưa? Đây, nó có trái nè. Những cái này là cha sẽ nhổ bỏ chừng mình không có để. Tại mình phải để cho nó cao lên mình để trái được. Cái trái dưa leo của Hàn Quốc nó dài lắm cô chú anh chị, nó dài cỡ 5 tấc hả chăng? 5 tấc. Có 5 tấc á, cho nên là mình phải để cho cái cây nó cao thiệt là cao mình mới để trái. Mình nhắm như thế nào mà để cho trái của mình nó không đụng đất. Để. Là để đó. Còn những trái mà nó nằm thấp ở dưới là mình lẫy bỏ hết. Đây là cây dưa bình thường đúng không? Những cái này của nó nè, cái bơi của nó nè. Là mình sẽ nhổ bỏ hết. Đây, cái này là mình bỏ hết. Đó. Rồi cha sẽ lấy cây kẹp cho kẹp đi đây. Là cây dưa mình sẽ đứng thẳng lên luôn. Rồi quá trời tốt rồi. Nó bắt đắt được á, cái nó tốt quá trời tốt rồi. Cái cây của nó mập lù luôn của chú anh chị mình thấy chưa? Nhanh lắm, từ đây tới là nó sẽ rất là nhanh lớn luôn. Nó chỉ chậm cái lúc đầu thôi chứ nó bắt đắt một cái là nó nhanh lớn lắm. Đó. Tươi xanh luôn ha. Đó, cô chú anh chị thấy mau lớn ghê chưa? Bữa hổm mình đi trồng chút xíu à nhìn đâu có thấy đâu. Bây giờ cái quay trong trại cái xanh luôn, nguyên một trại luôn. Vài bữa kìa cô chú anh chị, nó cao đụng tới cái này nè. Đây, nó cao tới đây nè.
đó, nó cao đụng tới cái sắt đó tầm khoảng 2 mét đó là cha em sẽ cắt cái đọt bỏ. Lúc đó ha, mình đứng đây mình quay gì nè, là hai bên nó chỗ bông vàng hết luôn, đẹp lắm. Cô chú anh chị mình xem video á, nhớ đăng ký kênh để thời gian sắp tới cùng đi hái dưa leo với gia đình em nha. Hái một ngày mấy tấn dưa leo luôn á. Mà dưa leo này trái dài dài không à, nhưng mà ăn ngọt lắm luôn. À, cha với mẹ là hôm nay nguyên ngày làm gì đó, đi theo kẹp cái gốc dưa gì đó. Thùng rau má của gia đình em nè cô chú anh chị, mới cắt bữa hổm mình ăn lẩu châu rồi á, hôm nay nó lên nữa rồi nè. Để đợt này cho nó lên nhiều nhiều á, rồi cắt gửi cho em gái ruột của em luôn. Đây, em bầu ra một thùng này nè, mà nó chưa có nhảy, nó đang chuẩn bị nhảy ra nè. Nó có con trái bự bự rồi đó, mà không biết nó đậu hay không đây. Chứ nó ra nhiều trái lắm, cái thời gian cái nó rụng hết trơn à. Ở dưới gốc nó lên được cây con đó nè, mắc cười chưa. Nó lên theo cây con quá trời luôn. Cha em nói nó không có trái, cha đòi đốn bỏ. Mà em nói thôi cha để đi, để cho đỡ nhớ quê hương, đặng có cây đu đủ rồi cho vui nhà vui cửa. Chứ đốn bỏ cái buồn lắm. Ở đây là cha em trồng được hai cây mồng tơi nữa nè. Rồi cái này là ngò gai nè cô chú anh chị. Rồi kế bên bụi ngò gai thì có bụi rau ôm. Đây là những cây bạc hà nè. Đó, cây con á, nó nhảy lên quá trời luôn. Còn cây này là cây hoa hướng dương lùng á. Em bầu để vài bữa em bứng đem về đằng nhà em trồng á. Mẹ chồng em thích bông hoa lắm luôn á, cho nên em ương nhiều lắm luôn. Nguyên một dĩ hoa hướng dương nè. Em đợi cho trời mưa á, cái mình bứng trồng nó mới sống. Chứ trời nắng mà mình bứng ra mình trồng á, không có tưới nước là nó ngủm luôn. Vậy video ngày hôm nay em cũng xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video cho gia đình em nha. Cô chú anh chị mình yêu thích kênh của em á, đừng quên đăng ký kênh, rồi like, rồi chia sẻ video ủng hộ cho gia đình em với nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo. Bye bye.